Bà sẽ cố gắng là một người cha thật tốt. Bà phải tập hiểu để không làm cho con thất vọng, không làm cho con buồn. Bà, con hứa sau này con sẽ trở thành đứa con ngoan, không làm cho ba mẹ thất vọng nữa. Con lên với mẹ nghe ba. Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ. Diễm. Dạ. Bà quên nói với con là mẹ không có ở nhà. Ủa, sao kỳ vậy ba? Biết bữa nay con về á, nên mẹ đi chợ nấu cho con những món con thích. Nhưng mà ba mẹ chờ hoài con vẫn không về, mẹ con lo quá, nên mẹ con lên chùa thắp nhang cầu nguyện cho con. Thôi bây giờ như vậy nè, con lên phòng nằm nghỉ chút đi ha. Nha. Dạ. Lên nằm nghỉ chút đi con. Vậy con đi lên nghe ba. À. Ủa mà ba mẹ có hòa thuận với nhau thật không vậy? Hay là chỉ đóng kịch gạt con thôi? Con à, nếu mà mọi người mà còn biết thương nhau á, thì chúng ta phải biết dẹp bỏ cái tự ái qua một bên. Ừ. Chúng ta lúc đó mới có thể gây dựng một gia đình thật đầm ấm và hạnh phúc. Thôi bây giờ ba nói con nghe nè. Con đi xa về, mệt rồi. Dạ. Con nghỉ ngơi đi. Ừ. Rồi mẹ con đi chùa về, mẹ sẽ nấu những món ăn thật ngon cho con ha. Rồi dạ, chúng ta sẽ có bữa cơm gia đình trang hòa. Ừ. Ha, bà đưa con lên nha. Sáng mai em với anh đến gặp bác sĩ để điều trị. Không cần. À, tại sao lại không cần? Anh đã hứa rồi mà. Em nghe anh nói hết đã. Thật ra là anh không có bị bệnh. Anh dựng lên màn kịch này để thử lòng em thôi. Anh rất hạnh phúc khi thấy em thương anh như vậy. Trăm năm trước thì đã chưa gặp, trăm năm sau biết gặp lại không. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì ta hãy sống hết lòng. Ôi, ôi, trời, ôi, ai, 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 nói dối nè. Ôi, lừa tôi, lừa tôi nè. Nè, nè. Con nghe gì nói vậy? Con hoảng quá nên con gọi điện cho ba. Thì ra ba con giả bộ để thử lòng gì. Cái thằng bày đặt bắt chước ông chơi trò diễn kịch. Rồi kết quả làm sao? Con chưa nghe ba con nói gì hết ngoại. À, sáng nay á, ba có hẹn qua đây để đưa con đi khám mắt. Bữa nay á, Quỳ đi khám mắt. Nếu mà ghép được cái giác mạc á, đó là chuyện đáng mừng. Chờ khi mắt Quỳ sáng lại á, hai đứa làm đám cưới. Còn nếu như không á, ông không quyết định á, cuối năm cưới. Tụi con nghĩ sao? Giờ con thì sao cũng được, chờ ly thôi. Muốn làm chuyện này trước khi lấy chồng. Chuyện này thì tốt, nhưng con không có kinh nghiệm, con nhắm kham nổi không? Các bạn ở trường khiếm thị chung tay với nó. Được, vậy thì ông ủng hộ hết mình.
Sáng mai ba đưa anh Huy đi khám mắt, chuyện cửa hàng con lo nha. Dạ, ba yên tâm, để cho con. Khám xong có kết quả, anh nhớ báo cho em biết nha. Cầu trời cho mắt nó chữa được. Không biết lúc đó anh thấy mặt con đẹp trai cỡ nào. Anh có ghen tị không hả ba? Trời ơi, mèo khen mèo dài đuôi hả? Trời ơi, tôi có nghe lầm không á trời? Nhìn lầm nghe lầm cái gì? Chụp hình đi. Chụp hình hả? Chụp đẹp như chị Năm. Trời ơi, gia đình đầm ấm hạnh phúc quá trời luôn. Thì có gì lạ đâu chị. Ủa, vậy là ông và cậu tha cho tội lỗi của bà rồi hả? Không có đâu bà. Không có tội lỗi gì hết. Vợ tôi là tốt nhất trên đời đó. Trời, tôi không thể hiểu nổi cái nhà này. Nhỏ khùng. À thôi, anh đưa con đi bệnh viện đi. À, anh đi nha. Dạ, con cũng vô cửa hàng luôn. Đi, mình đi ba. Đi đi con. Bà chủ, bà đưa tiền con đi chợ ha. Mày mua cái thứ gì để nấu mắm kho? Bị nhiêu thì bi. Sự non nướng cho thằng Tính đó nha. Nhớ mua xoài cát Hòa Lộc, đừng có chín quá nha. Anh Tiến, anh thích ăn giòn giòn đó. Mua bao nhiêu cũng được. Dạ. Miễn ngon là được. Dạ, rồi. Dạ. Cha, bữa nay bà chủ đóng vai hiền hả bà chủ? Con sao còn chưa đi nữa? Không, con muốn nói một câu này thôi. Nói gì? Không biết là bà diễn được bao lâu. Mày khỏi chọc tức tao. Tao không có tức đâu con. Thôi, đi lẹ đi, để còn nấu nướng nữa. Con biết rồi, bữa nay bà tốt quá ha. Thì từ từ rồi sẽ quen thôi. Thôi, đi ra tưới cây. Mấy chậu kiển của anh Tiến ảnh cưng lắm. Do đâu mà con nghĩ ra cái trò giả bệnh để thử lòng nó? Con tình cờ nghe con Sen nói chuyện điện thoại. Dì của nó đã bán hết tài sản để chữa bệnh cho chồng. Con chợt nghĩ ra nếu con bị bệnh thì không biết là Dung có bán hết tài sản để lo cho con không? Rồi kết quả làm sao? Cô gom hết tài sản và tiền bạc cô đã dành bao nhiêu năm qua đưa hết cho con để chữa bệnh. Cô còn nói là tiền thì quan trọng, nhưng mà anh thì quan trọng hơn. Vậy thì ba chúc mừng con. Nó cũng còn thuốc chữa hay không? Thằng Tính nó tưởng con bệnh cho nên cũng siêng năng làm việc để cho con được nghỉ ngơi. Còn nó đang bị thất tình. Còn bây giờ con thấy vui lắm bà ơi. Tình thương của con đúng là không uổng phí. Sao vậy? Đi. Con hồi hộp quá. Thôi, mình về đi ba. Không được. Đâu phải dễ có cơ hội mà các bác sĩ ở Mỹ chuyên khoa về mắt qua khám đâu. Phái đoàn người ta qua đây á là để mổ nhân đạo. Vì Trúc con nhờ quen biết, mình mới có cơ hội đó con. Ráng lên. Nhưng... con phải dũng cảm lên chứ. Bọn con không muốn nhìn mặt mọi người trong gia đình sao? Dạ không, con muốn ba. À, vậy thì đi.
Thôi, đi. Dạ. Bác sĩ trong đó. Con vô đi. Ba. Vô đi mà. Ba chờ con nha ba. Ừ. Lâu rồi không gặp ông một thời gian, không ngờ ông lại mau giàu như vậy. Lại còn có xe hơi riêng nữa. Ờ, nhờ tôi sống hiền lành lương thiện, cho nên ông trời phù hộ cho tôi gặp được người tốt đó mà. Không có lương thiện nào mà giàu nhanh như vậy. Hay là ông lại buông cái thứ đó nữa? Không lẽ ở tù hoài sao cô? Cô nói tầm bậy không à? Ờ, để tôi kể cô nghe. Chuyện nó như thế này nè. Cái hôm mà cô nhớ cái bữa mà đứng nói chuyện với cô ngoài đường rồi cô xô tôi té không? À, xin lỗi. Tại vì... Cô đừng nhắc nữa. Tôi đến đây để cảm ơn cô về cái chuyện cô xô tôi té. Trong cái rủi nó có cái may. Là bữa cô xô tôi ra giữa đường đúng lúc chiếc xe hơi chờ tới. Mà cái người lái chiếc xe hơi đó là một phụ nữ. Người phụ nữ đó sau khi đụng tôi thấy tôi tội nghiệp mới đưa vô bệnh viện. Cô thấy hoàn cảnh tôi đang khó khăn. Rồi cô nghĩ sao đó, cô mới mướn tôi lên trang trại để chăm sóc trang trại của cô ở Bình Phước. Rồi một thời gian sau, cô bị tai nạn giao thông. Tôi lại tận tình chăm sóc cô, giống như cô đã từng tận tình chăm sóc tôi. Vì cảm cái ơn của nhau, cho nên chúng tôi yêu nhau. Và bây giờ cô đang là vợ của tôi. Ông giỏi ha. Một bước lên mây luôn. À, mà ông tìm anh Tiến chi vậy? Tôi đến đây tìm ông Tiến để cảm ơn ông Tiến. Nếu như ngày đó mà ông không nhận tôi vô đây làm thì tôi không có ngày hôm nay. Anh Tiến đúng là người tốt. Không những anh cho tôi việc làm mà còn khuyên tôi những điều khuyên bổ ích nữa. À, anh có nói với tôi như vậy. À, anh nói cứ sống tốt đi rồi sẽ được phước. Quả đúng là như vậy đó cô. Cô may mắn lắm mới được người chồng tốt như vậy. Cô phải biết giữ nha. Tôi biết. Hôm nay sẵn tôi đi mua hàng á mà, tôi tiện ghé thăm ông bà luôn. Hồi nãy tôi có ghé tiệm, nhưng mà cậu Tính nói là hôm nay ba con không có ghé tiệm. Vậy chừng nào ảnh về vậy cô? À, tôi cũng không biết nữa. À, nếu không có gấp thì tôi chuyển lời giùm cho. Tôi hỏi câu này, xin cô nói thật. Bộ tôi hay nói láo lắm hả? Thật tình tôi muốn cô trả lời thật. Hỏi cái gì? Là vì tôi muốn hỏi là thằng Tính nó có phải là con tôi không? Ông có điên không vậy? Đã có vợ rồi, còn hỏi chuyện đó làm gì? Tôi đã nói nhiều lần rồi, cái thai với ông tôi đã phá bỏ rồi. Thằng Tính là con của anh Tiến, ông vừa lòng chưa? Thôi ông về giùm tôi đi, gặp ông là không có gì tốt lành hết á. Anh. Dạ chào ông chủ. Chào anh. Dạ khỏe ông chủ. Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Cái thai với ông tôi đã phá bỏ rồi.
Thằng Tính là con của anh Tiến. Có thật vậy không ta? Chẳng lẽ thằng Tính là... Thôi không nghĩ bậy bạ. Thì ra là Dung và cậu Bằng có mối quan hệ vợ chồng. Mà tại sao cô lại giấu mình? Cô còn giấu mình những chuyện gì nữa? Hình như mình không biết nhiều về cổ. Ủa, anh sao vậy? Sao nhìn có vẻ mệt mỏi vậy? Thôi đi. Cái gì vậy? Sao tự nhiên nổi giận với em vậy? Anh xin lỗi. Tại anh có nhiều chuyện buồn bực trong bụng quá. Anh buồn bực chuyện gì? Thì cặp mắt của thằng Huy đó. Xét nghiệm nhiều lần rồi mà bác sĩ nói đừng có hy vọng nhiều. Bác sĩ gì kỳ vậy? Không động viên người ta, còn nói cho người ta nản lòng nữa. Chắc họ sợ mình hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Mà anh lo làm gì? Ông trời, ông đã định sẵn hết rồi. Nếu mà số nó sáng mắt, thì nó sẽ sáng mắt hả? Nếu số đó không phải là con mình, thì cuối cùng nó cũng phải là con của mình. Anh nói vậy là ý gì? Không, anh nói chuyện bên Trung Quốc đó mà. Nuôi con cho lớn rồi đi thử nghiệm ADN thì mới biết là không phải là đúng ruột của mình. Anh cũng rảnh ghê ha. Nằm nhà mà nghĩ tới tuốt bên Trung Quốc hả? Thì ra bí mật của em là em muốn mở một quán cà phê. Mà những người phục vụ là những người bạn khiếm thính của em, đúng không? Em bắt chước anh muốn giúp đỡ những người bạn của mình. Nhưng mà anh á thì ủng hộ về vật chất thôi. Còn em nè, em là phải tham gia điều hành. Sẽ rất là cực. Anh sợ em kham không nổi. Chỉ cần mình có lòng thì khó khăn gì cũng vượt qua được. Bên em còn có nhiều bạn bè, thầy cô góp sức. Tuy có cực nhưng rất vui vì cuộc sống của mình có ý nghĩa. Khuyết tật tâm hồn mới đáng sợ, chứ khuyết tật thể xác thì đâu thành vấn đề, đúng không em? Thằng Tính không phải là con ruột của mình. Ngày xưa bà lỡ có bầu với người khác, nhưng lại nói dối để ép. Nếu mình không tình cờ phát hiện, bà còn giấu mình cả đời. Ngày mai phải nấu quýt tẹt ra. Nhưng mà nấu quýt tẹt thì sao? Sao mình lại có những suy nghĩ ích kỷ nhỏ nhen như vậy? Người ta còn nhận con nuôi về yêu thương, chăm sóc hết lòng. Còn thằng Tính, mình đã lo cho nó từ lúc còn trong bụng mẹ. Mình thương nó biết bao nhiêu, con ruột hay con nuôi thì cũng là con. Đúng là càng già càng lẩn thẩn, nghĩ bậy bạ cho dứt đầu.
ngủ mà. À, em đừng kiếm thêm đứa con nha. Gì? Mình kiếm thêm đứa con ha. Hả? Nè, bà xách cái này nè. Ý, không thôi con cho bà mượn cái này bà mặc vô. Thôi, cảm ơn. Bà chủ, bà làm gì mà bà cười hoài, con thấy ghê quá à. Vui thì cười, chứ có gì đâu mà thấy ghê. Mai mốt mày lấy chồng, chồng mày cưng mày, thử coi mày có cười không. Cũng đúng ha. Nhưng mà con hỏi bà nha, bà làm cách nào mà ông chủ tha hết tội lỗi cho bà vậy? Thì thành thật nhận lỗi, bỏ hết thói tham lam ích kỷ, rồi biết yêu thương chồng con nữa, vậy thôi, đâu có gì đâu. Ừ, trời, khó tin quá, chắc con đoán là bà đang âm mưu chuyện gì lớn lắm nè. Mày tự vấn lương tâm mày đi. Lúc nào cũng nghi ngờ người khác là không có hay đâu. Thôi, hay là mày làm đi. Tao đi gọi điện thoại cho chồng tao, coi thử chừng nào ảnh về. Mới đi có chút mà tao nhớ ảnh quá. Trời ơi, tôi mắc ói quá. Sợ quá đi. Thôi làm việc đi. Tới nhà rồi hả ba? Về tới rồi hả? Dạ ba. Thưa ngoại con mới về. Sao sao, ngồi đi ngồi đi. Sao rồi? Bác sĩ nói nếu có người chịu hiến giác mạc á thì mắt thằng Quy sẽ sáng lại. Vậy thì rốt cuộc ông trời cũng có mắt. Tốt quá. Con sẽ nhìn thấy ông ngoại, ba và Ly và tất cả mọi người nữa. Con Ly nó hỏi chờ bao lâu mới có người hiến giác mạc. Cái đó thì không biết được. Mình cũng phải chờ thôi. Hy vọng nó sẽ may mắn thêm lần nữa hả ba? Mà chi phí có mắc lắm không ba? Con khỏi lo, ba có đủ tiền mà. Ba nói cứ như ba là đại gia đó. Alo, anh đây. Kết quả tốt đẹp em ơi. Anh đang ở nhà ba. Anh về liền bây giờ. Xin phép ba con về có việc. Dạ, để con tiễn ba ra. Thôi được rồi, hai đứa đi vô đi. Ba đi. Dạ. Bác về ra Ly. Con chào ba.
Ly nè, người đầu tiên mà anh muốn nhìn thấy là em đó. Anh lo chuyện gì vậy? Anh lo có cái hợp đồng lớn quá, anh sợ không đủ vốn. Bao nhiêu tiền mới đủ? Ít nhất cũng phải có cả tỷ. Thì vốn liếng của em có 500 triệu rồi đó. Phần còn lại chắc là anh đủ mà. Nhưng mà đó là tiền của em mà. Ừ, tiền của em cũng là tiền của anh mà. Đừng có suy nghĩ nữa, để không thôi nhức đầu đó. Anh á, bị nhức đầu là không ngủ được. Mỗi lần nhức á, là mất ngủ. Mà mất ngủ á, thì càng nhức. Khó chịu quá. Nhà mình có thuốc không em? Đem xuống dưới coi. Nếu mà hết, thì em đi mua. Thôi, khỏi mất công lắm. Có gì đâu, bước ra đầu đường là có mà. Anh nằm nghỉ đi. Đừng mà em. Em không sao đâu. Em đừng bỏ anh với con mà. Em muốn hiến giác mạng cho Huy. Nếu không qua khỏi,
Em hiến dâng mặt cho thằng Huy hả? Em ơi, đó là ước nguyện của em hả? Sao con? Ba hồi hộp quá. Ông ngoại. Ông ngoại đây. Ngoại vẫn trẻ như ngày nào. Chúc mừng anh. Mọi người cứ tâm sự, có chuyện gì không ổn á thì gọi tôi. Dạ, chào cảm ơn bác sĩ. Ngoại. Ba. Con. Con biết ai đây không? Ly. Em giật đúng như anh tưởng tượng. Con chờ gì? Ừ. Dì vẫn đẹp như xưa. Thiệt không đó? Dạ thiệt mà. Mắt con đúng là tin tưởng. À. Còn em? Tính. Anh Huy. Nhìn em giống tài tử lắm đó. Dạ, cảm ơn anh nha. Vậy là nhà mình đông đủ hết rồi. Ai vậy ngoại? Đây là cô Quỳnh đó con. Con.
Ly ơi, chị bị thằng chồng vũ phu đánh đập, chị sợ là chị không qua khỏi. Nguyện vọng cuối cùng, chị muốn được hiến giác mạc cho anh Huy và được hiến xác cho khoa học. Chúc em hạnh phúc. Giúp chị. Nhớ giúp chị nghe. Con mới mổ, con đừng có xúc động quá, cứ coi như một phần thân thể của nó vẫn sống trong con. Cả nhà mình không bao giờ quên tấm lòng của nó đâu. Dạ. Thôi, thôi để ba về, ba về trước, chuẩn bị nhà cửa để đón cháu của ba về, thấy không? Mấy đứa ở đây nghe không? Tính, con đưa ông ngoại với là má về trước. Dạ. Để ba với Ly ở lại làm thủ tục canh quy xuất viện. Cảm giác của em lúc này như thế nào? Giờ đã có anh, em không cần lo gì cả. Sống bên cạnh một người cả đời im lặng, anh có chán không? Chúng ta không cần nói, chỉ nhìn nhau là hiểu rồi. Đi em.